Xin chào tất cả các bạn đã đến với cửa hàng Công Đình. Nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các món đồ chơi của các bé gái. Đồ bé gái thì chơi búp bê, đồ chơi nhà bếp, đồ chơi bác sĩ. Ví dụ như bộ búp bê này, một nàng công búp bê công chúa với những bộ đồ thay được. Đồ thay rất nhiều, 1, 2, 3, 4, 8 này, 16 bộ đồ được thay, tha hồ cho các bé thay. Giá của nó là 115 ngàn. Kế bên đó là một bộ đồ chơi nhà có búp bê và những đôi giày, có một cái tủ quần áo nữa này các bạn, có vương miện, túi, giày, vương miện, đầy đủ các đồ hết. Cho lại các bạn xem nó chỉ là đẹp. Bộ này có giá là 220. Để mình xem có dùng pin không. Này không dùng pin. Nó có nhạc không này? Không có nhạc. Mình có phương điện, bộ đồ đủ thứ luôn. Rồi, một bộ đồ chơi nhà bếp rất chi nào lớn và có nhạc, nhìn là thấy nó lớn rồi đúng không? Cái nhà bếp này đồ treo lên, có bếp ga, xong rồi đĩa chảo dạng hình vali luôn nha, các bạn có thể cho vào vali này, xách đi được đâu đó được luôn, có bánh pizza luôn này. Đó, ở đây là cái hình của nó để nằm ngang. Bộ này rất là đẹp và giá của nó thì cũng rất là đắt đấy các bạn, 260 ngàn bộ này, bộ đồ chơi nhà bếp hình vali có thể xách đi được. Một bộ đồ chơi làm kem. Đây, đây các chi tiết mà người ta mô tả đây, kem có thể bỏ ra ngoài này, cho vào trong máy này, mở nắp ra cho vào trong máy, rồi hấn kem ở phía dưới này, bật nút và hoàn thành một cái que kem. Đó, rất chi là đẹp, nhìn rất chi là sắc sảo, chi tiết từng món. Đó, hình que kem các bạn. Này gọi là đồ chơi máy làm kem, có nhạc, có sử dụng pin nha. Bộ này có giá là 260 ngàn luôn. Bộ đồ chơi làm kem. Rồi, bộ đồ chơi làm bếp tiếp này các bạn. Này nó có một cái nồi cơm điện mà có thể mở được nắp ra nha. Đây, khi xong người ta hướng dẫn. Cái nồi cơm điện có hiển thị giờ nấu, có thể nhấn mở nắp ra. Đó, mở cái nắp trên này, bấm trên này mở nắp, bấm dưới này. Rồi, có đèn sáng ở trên này, có âm nhạc hai bên này luôn, có những bát cơm này, có sushi này, có tôm này. Rất chi là đẹp. Cơm, có những bát cơm sushi này, cá hồi này, đũa thìa này, tha hồ cho các bé chơi. Đặc biệt cái này, cái bếp này có nhạc luôn nha. Để xem, bộ này có giá là 300. Trời giống như thật luôn. Rồi, vẫn là một bộ đồ chơi nhà bếp nhưng bộ này có giá mềm mại hơn, bộ này chỉ 165 ngàn. Có bồn rửa này, hai tủ chạn bếp này, bếp ga này, đồ nấu này. Để chúng ta xem chi tiết ở đằng sau này. Xem này, có nhạc luôn nha bạn, có nhạc bởi vì dưới này số pin AA là có nhạc luôn. Pin này là pin 3A, có âm thanh nhạc cho nó sôi động. Bộ làm bếp. Rồi, một bộ lâu đài rất chi là đẹp, có công chúa, có nhà vua, có hoàng hậu, có xe ngựa luôn. Một cái lâu đài. Ồ, có đầy đủ đồ để set up trong lâu đài luôn này. Cái hình chi tiết của nó đằng sau. Bộ này cũng có dùng pin nhé, bộ này cũng có nhạc luôn, giá của nó là 200 ngàn nhé. Bộ đồ chơi lâu đài. Đồ chơi búp bê với cái váy xòe cực to, một cái váy xòe ra chiều lộng lẫy
có những bộ váy nhỏ ở đây. Tha hồ các bạn, các cô công chúa có thể thay đồ suốt ngày. Cái váy xòe rất chi là đẹp đúng không? Bộ này có giá là 185 ngàn đấy. Rồi, đồ chơi búp bê có bộ, có búp bê bố, có búp bê mẹ, có búp bê con, đồ để thay, tức là rồi có cái cài tóc luôn, rất chỉ là đẹp. Và giá của cái này là 160 ngàn thôi nha, ba búp bê và một đống đồ thay cho búp bê lớn. Hình như là không có đồ thay để cho búp bê nhỏ đâu, chỉ có đồ thay cho búp bê lớn thôi, 160 ngàn. Đây, đồ chơi búp bê mẹ, búp bê con, có một cái xe đạp, một đống giày, một đống quần áo, có vương miện một thứ hết. Rất chi là đẹp, giá của nó cũng rất chi là ok, chỉ 110 ngàn thôi, có được một búp bê mẹ, một búp bê con. Búp bê mà có gương, có lược, có đồ thay, một bộ lớn, giá này cũng chỉ 110 nha bạn. Rồi, búp bê chỉ 85 ngàn, nhìn nàng búp bê rất chi là dễ thương. Búp bê công chúa, tiểu thư, cái này tiểu thư, tiểu thư. Đồ giày các thứ, đội cái nón rất chi là xinh xắn. Có ghế lớn, có ghế nhỏ, búp bê, đồ thay, vương miện các thứ. Bộ này có giá 180 ngàn nhé. Một bộ hai búp bê và một đống đồ để thay. Hai cô búp bê rất xinh xắn. Búp bê này tay chân có thể có khớp hết nhé, có phòng cái cổ có thứ hết luôn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem nhé.